Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 đô token Laris nè bạn. Thì dự án này nó được hỗ trợ bởi CoinMarketCap nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả những video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter nữa các bạn. Trên Twitter nó bạn nhấn vào follow nha các bạn. Bạn theo dõi nè, sau đó các bạn bắt up nè. Các bạn like nè, các bạn chấp nhận với tweet nữa các bạn. Các bạn tăng ba người bạn của mình vào các bạn. Rồi mình tweet lên nè. Rồi sau đó mình bắt up lại nè. Các bạn join vào kênh Telegram group nè. Rồi các bạn join vào nè các bạn. Rồi. Sau khi join vào các bạn nhớ lướt captcha, các bạn coi captcha không biết nè. Click thu tu man. Sau khi join vào các bạn chụp màn hình đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục các bạn join vào Discord nè. Rồi các bạn chấp nhận là mời trên Discord, các bạn chấp nhận là mời các bạn. Dự án này các bạn làm nhanh để kéo em ổn lắm. Ăn chia tổng giải thưởng 20.000 đô la cũng không phải là con số nhỏ. Rồi trên Discord thì các bạn bấm vào mục hoàn thành nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn chấp nhận điều khoản nè, các bạn bấm gỡ nè. Đây chưa cho mình gửi tin nhắn nữa, các bạn bấm vào mục verify nha các bạn. Tại verify này các bạn chọn vào cái hình có cái giống này nè các bạn. Ok, Quỳnh Nhân Anh đã được phản ứng với Doris. Verify. Đâu nó không cho. Rồi bấm vào iDrop cái thứ các bạn. Phải đó không ta? Rồi các bạn chat câu đi các bạn. Nhưng sao không được các bạn bấm vào verify lại các bạn. Không biết mở khóa cái nào ta. Các bạn nhấp vào các bạn. Không được thì mình kiếm một khác các bạn. Verify được. Rồi các bạn chụp màn hình đây bạn. Đây gì nó không hỗ trợ cho người Việt Nam mình chat các bạn. Các bạn chụp màn hình lên đi. Rồi các bạn bắt up lên. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái link form này các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ lên của link Reddit này các bạn. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ngang nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba gắn avatar mình sẽ cho một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet cho tăng ba người bạn nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lên đây. Bạn nhấp vào link Reddit nè. Rồi tiếp tục các bạn tải lên bức ảnh các bạn đã son xào trên Discord nha các bạn hoặc là Telegram nè. Tải hai ảnh luôn được không ta? Một ảnh tải lên tịch nữa. Rồi tải thêm một tịch nữa các bạn. Tịch các bạn trên vào kênh Telegram đó. Đây trên Discord và kênh Telegram đó nha các bạn. Rồi bấm tải lên. Rồi tiếp tục thì bạn dùng địa chỉ với Solana trên với Sun Wallet nha các bạn. Hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ với Sub Wallet. Rồi bấm được reset. Các bạn copy địa chỉ với mình nha các bạn. Địa chỉ với Solana của tất cả các bạn là địa chỉ sunwallet.io cũng được. Rồi các bạn gỡ. Và xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 đô token Laris đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.